Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Dâu Tây Văn Sang. Và cũng như là bình thường thôi thì trong cuộc sống thì có những cái ngày mà mình cảm thấy trong lòng nó không được vui nè, rồi thì là áp lực trong cuộc sống, trong công việc, hoặc là những cái công việc của mình nó không được trôi chảy á, thì mình luôn phải tìm những cái niềm vui, những cái đam mê, những cái niềm vui để cho mình lấy cái đó mình khỏa lấp những cái nỗi buồn của mình đi. Đó. Thì mình hôm nay cũng là một cái ngày mình không được vui cho lắm. Nói chung là như vậy. Còn cái chuyện thì nhiều khi nó không có mong muốn xảy đến thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Còn niềm vui của mình thì vẫn là bên vườn dâu và bên những cái cây cảnh của mình ở nhà mình trồng á. Thì cái chỗ này ở cái video lần này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cái dâu tây trồng sau bao nhiêu lâu thì mình bón phân cho nó. Đó, dâu tây này là mình trồng được khoảng hơn 20 ngày. Khoảng hơn 20 ngày chỗ này có cái anh khách tên là anh Thiện, anh ở dưới Sài Gòn và anh kêu là chỗ anh bây giờ nói chung là anh cũng nghiên cứu cái chỗ để cây thôi, chứ còn mà giống cái trồng thì anh cũng chưa có biết trồng. Rồi anh kêu là mình vô đất vô chậu cho anh đi, rồi để khi nào mà cây nó cứng cáp một chút rồi thì gửi xuống cho anh. Đó là chỉ ở Sài Gòn thôi chứ mấy nơi khác thì chắc là không được. Đó, thì ở đây thì cây nó cũng được 20 ngày tuổi rồi, thì bữa nay mình tiến hành bón phân đầu tiên cho nó, bón phân lần đầu tiên cho nó cũng như những cái video trước đó mọi người. Thì mình hướng dẫn mọi người là bón như thế này, một cây chỉ vài vài hạt phân thôi thôi nha, như thế này thôi nha. Đó, nó chỉ lấm tấm trên này thôi, và cái điều quan trọng là mình không được phơi trực tiếp dưới ánh nắng, mà mình phải có cái độ che phủ ở trên, nó hạn chế bớt nắng là thứ nhất. Thứ hai, mình không được bỏ chùm phân lại một chỗ, như chỗ này là không tốt lắm này, mình phải bỏ rải 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 ra cho đều. Và thứ ba là mình phải duy trì được cái độ ẩm liên tục chứ đừng để nó khô. Đó. Thì cái phân của mình nó sẽ phát huy được tác dụng tối đa. Ừ. Thì trước khi mà mình bón phân thì công việc đầu tiên của mình là phải đi tỉa lá. Chỗ này thì mình tỉa hết rồi, tỉa lá tỉa quả hết rồi, mọi người thấy bên kia là những cái quả kiết rồi, nó là mình tỉa bay hết rồi. Thì trong quá trình mới nãy có một người vô trong vườn mình mua dâu thì mình ngồi mình nói chuyện với người ta thì mình lại không quay được cái tiếp tục cái video, giờ mình lại quay lại từ đầu. Đó thì lúc nãy mình quay được một đoạn rồi nhưng mà bây giờ mình lại phải quay lại từ đầu thì mình làm được một ít rồi đó. Thì những cái nào thì mình tỉa, đối với những cây này thì cái tuổi đời nó vẫn còn quá là trẻ non, cho nên là việc ra quả như thế này thì không nên, cho nên là mình có thể là dùng kéo và bấm nó đi, cắt nó đi. Ôi chết rồi, để mình phải cầm lại cái tay khác chứ cái tay này không thuận, mình thuận tay trái mọi người, cho nên là phải dùng cái tay này thì mới cắt được. Đó, cắt đi xong bắt đầu là những cái lá nào nó hơi hơi dài dài xấu xấu thì mình cũng tỉa bớt nó đi luôn, những cái lá nào nó sát đất quá nè đó mình tỉa bớt nó đi như thế. Đó, nhưng mà nó còn nhỏ thì mình có thể dùng tay mình bẻ cũng được, bẻ cái bẹ này đi này. Đó nè, đó để lại như thế, làm cỏ làm xiếc rồi cho nó sạch sẽ được, cái lá này nó hơi bẩn tí cũng vặt luôn. Rồi xong như thế này là ok một chậu rồi nè. Ok xong thì mình tiến hành mình bỏ phân, như rất là nhiều cái video mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi đó, mình bỏ phân như vậy đó. Nhưng mà cứ khoảng cỡ 10 ngày tới 10 ngày tới khoảng 12 ngày, trễ lắm thì nửa tháng mình bỏ cho nó một lần. Rồi chỉ cần như thế là ok rồi mọi người. Đấy, bên này cũng thế, bỏ như thế này thì chúng ta vừa tiết kiệm được phân bón này, mà vừa không có làm cho cái cây của cái lượng phân bón nó gọi như là nó thất thoát ra ngoài tự nhiên ấy. Đó, vì cây trồng nó hấp thụ cũng một phần nào thôi, ví dụ 100% thì khi bón ra ngoài đất này này, cây trồng nó cũng chỉ hấp thụ được khoảng 4 tới 50% thôi, còn 50% là nó đi đâu rồi, nó thất thoát qua rất là nhiều cái môi trường khác đó mọi người không thể biết được, nhưng mà mình khuyên mọi người là bón ít thôi. Đó, như vậy đó.
cây như tầm như thế này là bắt đầu hấp thụ phân được nè. Chứ rất là nhiều người BM mình á, hỏi mình là cái cách lúc nào thì cho phân được á mọi người. Thì mình cũng xin chia sẻ ở video này luôn, tại vì cũng nhiều người á không thể trả lời hết cho mọi người được, thì lỡ mà mọi người có coi video này thì mọi người có thể hình dung được và biết cách chăm sóc cây dâu tây của mình hơn. Thì cứ khoảng 20 ngày trở ra mà cái cây dâu của mình nó được cái, nói chung là nó lên được 2-3 tàu lá rồi đó, thì mình mới tiến hành cho phân. Và ban đầu cho thì mình cho rất là ít thôi, thì sau này nó lớn hơn thì mình tăng thêm một chút xíu. Nhưng mà theo mình tầm này đổ lại, tầm này giữ nguyên tầm này đối với một lần bón là quá là thành là ok rồi, chứ không cần phải tăng gì cả. Đó, thì đây là cái cách chăm sóc của mình. Thì cứ hơn 10 ngày là mình bón cho nó một lần. Lâu lâu mình cứ mỗi lần bón mình thay đổi loại phân. Mình cũng có giới thiệu phân rồi đó. Phân ở đây thì mình dùng hai loại này. Một ít phân gọi là DAP, có thành phần đạm với thành phần lân là chủ đạo. Và một cái loại phân đen này thì nó giàu hữu cơ hơn, thì mình bón nó được lâu dài hơn. Đấy, cái phương pháp chăm dâu của mình là như vậy đó. Đó, ngoài ra là các bạn phải tỉa lá thường xuyên, là tỉa, nói chung là những cái cây nó còn yếu quá thì mình nên cắt bỏ cái chùm quả của nó đi để nó nuôi cây cho nó tốt nha mọi người. Mình nói rất là nhiều rồi nhưng mà video nào cũng vậy, mình cũng phải nói lại tại vì sợ mọi người quên ấy. Tầm như thế này thì một thời gian tới nó sẽ phát triển rất là mạnh này. Nó bắt đầu ra cây con rồi đó. Cây con của nó ra ở cái nách này này. Đó, những cái lá nào nó già nó ráp xuống mặt đất như thế này thì tỉa nó đi. Mấy cái lá này nó cũng không có nhiều cái công năng lắm. Rồi, cái chùm quả này đó, nó đầu tiên nó chưa được đủ dinh dưỡng, rồi nó bị nhiều yếu tố. Cái này do mình đây tưới bếp nên nó bị hay bị thối cuống hoa. Đó, cái này cũng tỉa luôn này. Đó thứ nhất cái tỉa lá này nó rất nhiều là công hiệu lắm mọi người. Cái công hiệu đầu tiên của nó là giúp cho cái cây tập trung cái dinh dưỡng, nuôi những cái phần cần nuôi, có nghĩa là nuôi những cái phần trên này này. Thứ hai là nó sẽ hạn chế được bệnh tật, có nghĩa là cái lá mà nó ở sát đất á, bao giờ cũng là cái lá dễ nhiễm bệnh nhất. Mọi người có để ý không, những cái lá nào nó cận đất là những cái lá nó dễ bị nhiễm bệnh nhất. Tại vì ở đây là nó gần phân này, gần đất này, rồi các thứ là nó dễ bị nhiễm bệnh hơn, nên mình tỉa bớt đi cho cây nó khỏi bị nhiễm. Cái lá ở dưới này không bị nhiễm thì dẫn đến cái lá trên này nó cũng không bị nhiễm đâu. Đấy, nên mình tỉa nó có rất là nhiều tác dụng thứ nữa. Thứ hai rồi, thứ ba là nó tỉa lá đi là nó cũng giúp cái phần là mình phát hiện sâu bọ nó tốt hơn. Bây giờ mình để nó quá là lùm xùm đi, nhưng mà cái dâu của mình ra là nó cứ bị sâu ăn lá các kiểu thôi. Thì mình tỉa lá đi là mình cũng góp phần là mình phát hiện những con côn trùng gây hại, để mình có biện pháp mình xử lý chúng nó. Đấy. Rồi, vườn cái chỗ dâu này nói chung là bữa trước là trồng những cây nó cũng không được đẹp lắm, nhưng mà giờ nó cũng đẹp lắm mọi người. Rất là ok. Còn cái đám bên này thì hết mùa rồi nên là mình đã tiến hành tỉa lá, tỉa đồ hết rồi. Mọi người nhìn ở dưới rãnh này, dưới rãnh là lá rất là nhiều luôn. Đó, dâu tây Nhật Hana này thì cứ chu kỳ hoa của nó cũng rất là nhanh thôi, hết lứa là nó ra liên tục, mà nó ra lại liên tục. Thì những cái chùm hoa như thế này thì mình cũng phải cắt tỉa đi. Đó, những cái chùm hoa này là cũng cắt tỉa luôn này. Đó, mới nhưng mà thấy không ổn, không đậu là cắt tỉa luôn. Cũng do thời tiết nữa, do thời tiết và do cái có thể là trong cái quãng thời gian này mình tưới nó hơi nhiều cho nên là nó dính, nó không đậu hoa. Nhưng mà mình làm vườn chủ yếu là lấy giống là chính cho nên là cũng không có để hoa trái, nó cũng chỉ là phụ thêm thôi, chứ mình cũng không phải là làm theo kiểu hoa trái. Khi nào làm vườn khác á, thì mình sẽ hướng tới cái vấn đề đó hơn, chứ còn vườn này thì vẫn bán giống là nhiều thôi. Giống thì cây nó tầm như thế nào ta? Cây nó tầm như này này. Cái này thì hơi bé rồi, cây nó bự hơn xí nữa. Thì nó khoảng 20 ngàn một cây.
gửi tới nhà cho mọi người. Nó gửi tới nhà cho mình thì mình phải, nói chung mình chỉ trả ship thôi, nhưng mà ship thì mình gửi chuyển phát nhanh thì nó chuyển thì cũng rất là nhanh, nhưng mà phí nó hơi cao. Mọi người nếu mà nhắm ổn thì hãng BM mình gửi, chứ còn bảo mình gửi rẻ là mình không gửi được, bởi vì rẻ sẽ hư cây, vừa thiệt cho mình vừa thiệt cho các bạn luôn. Nhận được cây nó tốt thì không sao, tốn tiền hơn một chút thì không sao, nhưng mà vừa mất tiền mà lại còn vừa nhận được cái cây nó yếu ớt thì quá, thì nó lại rất là buồn cho cả hai bên. Cho nên là mình không muốn điều đó. Nếu ai cảm thấy ok được thì bảo mình, thì mình nhắn tin cho mình, thì mình gửi. Nhiều khi gọi điện mình cũng không có tiện nghe máy, không có, nói chung là bận này bận kia không tiện nghe máy. Nhiều khi các bạn nhắn tin là mình sẽ hồi âm cho các bạn trong một ngày hoặc là bao nhiêu đó, lúc nào mình đọc tin nhắn thì mình hồi âm tới các bạn luôn. Có nghĩa là các bạn bảo là, nhưng mà mình đang ở tỉnh này nè, giờ mình muốn mua khoảng bao nhiêu cây giống này nè, thì phiền anh gửi cho, chi phí hết bao nhiêu, thế thôi mình sẽ nhắn lại cho. Đó, các bạn nào có điều kiện thì làm cái lưới như mình thì dâu tây nó sẽ sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn. Đó, đây là cái luống trồng, mới trồng. Mới trồng mà mình mới tỉa lá hết rồi. Đó, tỉa lá quan trọng lắm, mình tỉa lá suốt thôi. Cho nên là các bạn lưu ý cái vấn đề tỉa lá cho dâu tây. Tỉa lá cho dâu tây được là dâu tây nó cũng rất là khỏe. Đây là những cái lá này nó bị bệnh này, mình bỏ đi, ngắt bỏ đi. Để ở đây là nó lây lan, nó cũng lây lan thì nó cũng không tốt cho cây. Những cái lá bệnh thì hầu như cái khả năng trao đổi chất rồi quang hợp của cây nó cũng kém rồi, của lá nó cũng kém rồi, cho nên là mình cũng không cần thiết phải để, cắt đi cho cây khỏe, thế là xong. Đó, thôi bây giờ về làm cái video cây giống con mới nhập về thì như thế nào, làm như kiểu gì để chăm sóc nuôi sống những cái cây con đó để mình có thể trồng được, thì mình về mình làm cái video hướng dẫn đó cho mọi người. Còn bây giờ cái video này là mình chỉ hướng dẫn mọi người tỉa lá này, bón phân đúng thời kỳ này, rồi thì là nói chung là tạo cái môi trường sống cho dâu đó. Và mình xin kết thúc cái video này ở đây đã. Bây giờ mình về nhà mình làm một cái nữa. Thì rất là mong và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Rất là xin lỗi mọi người trong khoảng thời gian qua. Mình không có đáp ứng được cái nhu cầu mua bán của mọi người với cái giống dâu. Cho nên là mình cũng có lời xin lỗi rất là thật lòng đối với tất cả. Tại vì mình thì cũng chỉ có một mình thôi. Mình cũng có người phụ đấy nhưng mà cũng không kịp. Cho nên là những anh chị nào đặt dâu mà chưa có hoặc là lỗi thiếu sót của mình chưa có gửi được á, thì rất là mong mọi người thông cảm giúp mình. Đó là một cái điều mình rất là mong muốn mọi người hiểu cho mình với. Chứ mình thực sự ai mình cũng muốn làm hết á, chứ không phải là không. Nhưng mà còn bên cạnh đó là rất là nhiều việc chung vây quanh, chứ không phải là ăn ngủ nghỉ chỉ có làm cái này thôi. Cái này chỉ là một cái phần đam mê của mình trong cái cuộc sống, nên là rất là mong mọi người hiểu cho mình ở cái chỗ đó. Vậy thôi.